Ninh Thuận, vùng đất của nắng, gió và cát. Ở Nam Trung Bộ Việt Nam, trải dài bên bờ biển Đông là một vùng đất bao phủ ba bên bởi núi rừng và tràn ngập gió, nắng và cát. Tại đây, một công trình đầy tham vọng đã được khởi công. Một đại công trình đòi hỏi công nghệ tiên tiến, tính sáng tạo và hơn cả là sự bền bỉ của con người. Đây là câu chuyện của hơn 8.000 con người, nam nữ, công nhân, kỹ sư và quản lý, làm việc ngày đêm để chinh phục nhiều địa hình khác nhau, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và đối đầu với kẻ thù vô hình là thời gian. Tất cả đã hoàn thành nhà máy điện mặt trời với công suất lớn nhất Đông Nam Á, một trạm biến áp 500 kV và hàng chục km đường dây truyền dẫn trong thời gian kỷ lục. Sự thành công của dự án đôi khi yêu cầu họ phải vượt rừng, leo núi và treo leo ở độ cao hàng trăm mét. Giúp khai thác nguồn năng lượng tái tạo dồi dào từ mặt trời để dần cải thiện và chuyển hóa nhu cầu điện trong cuộc sống và nền kinh tế phát triển không ngừng của Việt Nam. Vì cái dự án của Trung Nam Thuận Nam 450 MW này và đường dây 500 cũng như trạm 500 đó là nó có những cái nhất như thế này. Thứ nhất là cái dự án này là cái dự án điện mặt trời lớn nhất của Việt Nam. Thứ hai nữa là lần thứ nhất là được cho phép là tư nhân đầu tư vào trạm 500 kV và đường dây 500, bàn giao lần đầu tiên không đồng cho cơ quan EVN là một cái cơ quan nhà nước. Với tổng diện tích 770 hectare, trải dài từ Thuận Nam, Ninh Thuận đến Vĩnh Tân, Bình Thuận. Dự án bao gồm nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 450 MW, sử dụng 1,4 triệu tấm pin quang điện và hơn 30.000 tấn thép làm giá đỡ, đủ để xây dựng 4 tháp Eiffel. Đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam và cả Đông Nam Á. Không chỉ thế, tất cả 3 yếu tố chính của dự án cùng diễn ra song song trong khoảng thời gian thi công cấp tốc nhất từ trước đến nay. Với sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, dự án góp phần trọng yếu trong việc thúc đẩy tỉnh nhà trở thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, đây là một công trình trọng điểm quốc gia, nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà nước, trong đó có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, đến khảo sát công trường vào ngày 11 tháng 7 năm 2020. Tập đoàn Việt Nam đầu tư vào đây như vậy là lớn, 1 tỷ đô là lớn rồi. Và tôi cho rằng cái hướng đầu tư như thế là rất đúng. Và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với chuyến viếng thăm nhà máy vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Cái trạm này là cái trạm 500 kV đầu tiên của Ninh Thuận. Dạ, để có thể truyền tải cả khu vực. Nếu mà đầu tư ban đầu lớn nhất cả nước rồi. Dạ, EVN họ đánh giá cái trạm này lớn nhất Đông Nam Á. Mục tiêu trước nhất, thông tuyến thành công trong chiến dịch 102 ngày đêm. Một trong những hoạt động trọng yếu đầu tiên là vận chuyển 6 máy biến áp với trọng tải 160 tấn một máy từ cảng Vĩnh Tân về công trường, là sản phẩm siêu biến áp của công ty Siemens Đức. Đối với cái việc thi công cái máy biến áp này á, thì việc quan trọng nhất là đặc biệt cẩn thận trong quá trình vận chuyển, vì đây là thiết bị siêu trường siêu trọng và yêu cầu nghiêm ngặt về quá trình vận chuyển. Chỉ một chấn động nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng và gây rủi ro trong quá trình phóng điện. Hành trình dài 20 km từ cảng Vĩnh Tân đến khu vực trạm biến áp tại công trường này không chỉ bao gồm đường quốc lộ rộng lớn, mà còn các đoạn đường hẹp trong khu dân cư và các chốt cao trong phạm vi công trường đang thi công. Tất cả các mảng điện của dự án bao gồm phần điện của các trạm inverter và toàn bộ thiết bị nhất thứ, nhì thứ của trạm biến áp 220-33 kV Trung Nam cũng đầu tư trong dự án này và xây dựng tất cả các hệ thống cột cổng và mặt bằng để sẵn sàng cho các ngăn lộ của EVN đấu vào cũng như là các dự án nhà máy của Trung Nam trong tương lai. Thách thức lớn nhất trong toàn bộ dự án này là đường dây 500 kV gồm 34 trụ điện, trong đó có 17 trụ điện ở đồng bằng
và 17 trụ điện xây dựng xuyên núi, nối dài từ tỉnh Ninh Thuận đến trạm biến áp Vĩnh Tân ở Bình Thuận. Một cái trụ như thế nó nặng khoảng 100 tấn á. Thế thì ở đây là người ta vận chuyển lên bằng một cái đoàn 24 chiếc máy cày, và chúng tôi hay đặt cái tên vui là binh đoàn máy cày. Không thể dùng những cái phương tiện cơ giới khác ngoài cái phương tiện máy cày nhỏ cơ động, túc tắc chở từ nước, xi măng, đá chở lên trên núi, thì phải nói là nó rất kỳ công. Với những tảng đá nhọn chực chờ dưới lòng đường và bao quanh bởi vực sâu và cây rừng, đường mòn vô cùng trắc trở, khó đi cho cả máy cày và xe reo ngày hay đêm. Cho những người dấn thân vào công việc, ngọn núi trở thành ngôi nhà tạm thời của họ. Những bữa ăn đơn giản và chiếc võng bắc tạm trong láng đùng đưa dưới ánh đèn hiu hắt tạo nên một khoảng lặng cho những người công nhân và anh em kỹ sư tại đây. Tiếp thêm năng lượng cho một ca làm mới. Khi những trụ điện được hoàn thiện, đội ngũ Trung Nam một lần nữa phải đối mặt với một thử thách khác, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng và kỹ năng thuần thạo. Đó là công tác kéo dây, đặc biệt là qua rừng và núi. Trước khi kéo dây cáp điện và cáp quang lên trụ điện, một dây mồi mảnh và nhẹ sẽ được kéo trước, sử dụng thiết bị bay không người lái chuyên dụng. Việc bay control này được thực hiện từ bay từ khoảng trụ này đến khoảng trụ kia, có những khoảng dài là hơn 1 km. Thì chúng ta sẽ đặt máy ở trụ thứ nhất, control bay sang trụ thứ hai, thì dây mồi sẽ được neo tại vị trí trụ số 2. Và sau này thì các công nhân và các đội kéo dây sẽ sử dụng dây mồi này. Ngày trên công trường dài, dưới cái nắng chói chang, nhiều khi đến nghẹt thở, hàng trên những gương mặt cháy nắng của công nhân. Nhưng ánh nắng hừng hực quanh năm đó chính là thế mạnh của Ninh Thuận, giúp nơi đây chuyển hóa thành vùng đất của những trang trại khác thường. Không trồng hoa màu, nhưng dùng năng lượng mặt trời để tạo ra nguồn sống và năng lượng cho bao nhiêu người. Vì khi mà phát động chiến dịch 102 ngày ấy, thì Trung Nam tập trung toàn bộ cái nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án, thi công liên tục. Có những vị trí là triển khai thi công 3K, có những vị trí là thi công 2K. Đặc biệt là huy động một số lượng máy móc thiết bị cũng như là công nhân hiện trên công trường từ lúc phát động dịch là thường xuyên, là giai đoạn đầu là 5.000 người, đến nay thì đang cường độ cao thì đó là trên gần 8.000 công nhân trên công trường. Cho nên về việc công trường là lúc nào nó cũng đang hiện nay đang sâu động và đang tập trung để làm tất cả công tác để phục vụ cho đóng điện. Bên cạnh lực lượng lao động được huy động từ khắp mọi miền đất nước, các công nhân địa phương do Trung Nam tuyển dụng cũng đóng góp công sức đáng kể trong việc thúc đẩy dự án. Đáng chú ý nhất là lực lượng đồng bào người Chăm, một trong những cộng đồng lâu đời nhất ở Ninh Thuận. Về đất đai ở đây á, thì rất khô cằn sỏi đá, không có canh tác được. Bà con ở đây á, thì rất khó khăn về mọi lĩnh vực. Dân tộc đồng bào ở đây á, thì làm cho Trung Nam gần 1.000 người. Trung Nam thì rất có đạo đức, cung cấp trường cho cả ná, cung cấp coi như là hơn 1 tỷ đồng cho Văn Lâm Ba được Covid vừa rồi. Cuộc sống là tạm ổn định. Chúng ta đang đứng trên cái mảnh đất, cái nơi sinh sống lâu năm của người đồng bào, người Chăm. Đồng bào Chăm hay đồng bào Kinh cũng là một anh em sống trên một cái dải đất chữ S này. Thì họ nhường đất cho chúng tôi để xây dựng, phát triển đất nước, để xây dựng một cái dự án cũng là khổng lồ. Chúng tôi ghi nhận cái điều đó. Mặc dù mỗi anh em công nhân kỹ sư đang nỗ lực hết sức để hoàn thành dự án, 24 giờ một ngày dường như vẫn là chưa đủ. Với những ngày cuối cùng của chiến dịch, áp lực gần như hiện rõ trong từng ánh mắt trên công trường. Do cái thời gian nó, tiến độ nó hơi gấp, do đó là cái công việc xây dựng, thi công lắp đặt, rồi cũng như đấu nối và thí nghiệm cùng song song với nhau và phối hợp một cách là phải hiệu quả thì mới kịp cái thời gian theo cái tiến độ của chủ đầu tư đưa ra. Ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2020, đội ngũ kỹ sư Trung Nam tiến hành thực hiện công đoạn cuối cùng, đóng điện thông tuyến với trạm 500 kV Vĩnh Tân nhằm đưa gần 450 MW điện hòa lưới quốc gia. Sau nhiều giờ liền hồi hộp chờ đợi, niềm vui vỡ òa trên gương mặt của anh em
phấn khích trước thành công của dự án. We have a very dedicated team. They also want to see the renewable energy sector in Vietnam grow. I think it's unbelievable what the team have achieved in the last 4.5 months. And it's a credit to the workforce and the management here in the project that they've achieved it. Tất cả những gì mà Trung Nam đã làm được ở Ninh Thuận tỏa sáng qua lòng dũng cảm và sự kiên cường, bắt nguồn từ phương châm đơn giản mà họ đã tuân theo từ ngày đầu tiên và cho tất cả những dự án trong tương lai. Bây giờ hoặc không bao giờ, không được lùi. Cái tài sản lớn nhất của Trung Nam đó là con người. Và chúng tôi có 1.500 người kỹ sư, cán bộ công nhân viên làm trực tiếp cho Trung Nam trải dài từ miền Bắc cho đến miền Nam. Và chúng tôi tất cả là dựa vào họ, lên tương lai của chúng tôi đặt trên nền tảng của người ta, của anh em kỹ sư. Trong vòng khoảng 5 đến 7 năm đến là chúng tôi sẽ phát triển xây dựng đến 10 gigawatt điện, hướng đến một cái năng lượng sạch, đóng góp một phần cho cái phát triển của đất nước của chúng tôi.